Xin chào các anh em, lại tiếp tục một chiếc Tucson của Hyundai. Đây, Sơn đi qua một chút xíu về ngoại thất của xe để anh em có thể tham khảo được. Xe là về đang còn nguyên thủy, không có bị cắn đụng gì hết. Đấy, ngoại thất xe thì long lanh. Anh em mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Nếu anh em mà đam mê chiếc xe này thì có thể đây là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là 495 triệu. Xe là xe 2 cầu. Xe này sản xuất 2011, chạy là 125.000. Xe này xe cá nhân nha. Xe này là do khách hàng của Thế Sơn đổi xe Fortuner nha, chứ không phải là khách xa lạ gì đâu. Đấy, xe này thì giá này là giá chào bán thôi. Anh em anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp để bên Sơn thương lượng lại giá với lại